hít thở không khí trong lành chỉ với giá 50 ly trà sữa. Tại sao không? Mấy chị đẹp đừng bỏ qua nha. Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng thanh lịch, hiện đại cùng với sắc trắng chủ đạo của máy lọc không khí Xiaomi Air Purifier 4 Lite. Bộ lọc chu hay 3 còn có khả năng loại bỏ đến 99% bụi bẩn từ môi trường, cung cấp đến 6.000 lít khí sạch mỗi phút, không gian phòng 30m2, không khí đã được làm sạch chỉ trong vòng 30 phút. Còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay, Sephone S rước ngay em nó về chỉ với 2 triệu đồng.